Các bạn cũng có thể quan sát thấy phía bên dưới bàn ủi là có những lỗ nhỏ trải đều. Các lỗ này dùng để phun hơi nước, giúp cho hơi nước thấm sâu vào bên trong sợi vải, nhờ đó mà vải sẽ mềm hơn, kể cả những loại vải khó như là cốt tông hay là vải bông, vân vân. Chào các bạn, Quỳnh Trang và những món gia dụng thân thương của Điện Máy Xanh đã quay trở lại rồi đây. Các bạn ơi, thời gian qua khi mà làm review tại Điện Máy Xanh thì Trang đã ngày càng yêu thích hơn công việc của mình vì đã góp phần giúp cho các chị, các mẹ hay là các anh có thêm nhiều thông tin khi quyết định mua sản phẩm hay là sử dụng sản phẩm đúng cách, an toàn. Có những lúc khi mà đọc những comment của khách hàng hài lòng về một sản phẩm nào đó hay là lời cảm ơn vì đã hướng dẫn sử dụng sản phẩm cũng đã đủ làm cho Trang cảm thấy vui rồi. Và trong video ngày hôm nay, Trang sẽ chia sẻ đến cho các bạn chiếc bàn ủi đến từ thương hiệu Electrolux với mức giá khá phù hợp với túi tiền. Với những tính năng cũng như những ưu điểm nổi bật của em nó, không biết liệu có phù hợp với gia đình của các bạn hay không? Hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay nhé! Về cơ bản, bàn ủi là một thiết bị gia dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình. Em này thuộc loại bàn ủi hơi nước, mang lại cho mình nhiều sự tiện dụng khi thao tác. Em nó hoạt động với công suất 1800W, chế độ phun hơi liên tục 100g/phút, có thể làm thẳng dễ dàng các nếp nhăn khó ủi thường gặp. Bình chứa nước 300ml, lỗ châm nước rộng giúp mình châm nước vào bình dễ dàng. Bình này còn có chức năng tự làm sạch, chống đóng vôi, cung cấp đủ nước cho quá trình ủi để mình không phải lắt nhắt đi châm nước mất thời gian. Tổng thể em nó mang hai màu trắng đỏ trông khá bắt mắt và tươi mới. Vỏ ngoài bằng nhựa trơn nhám, phía bên trên này là tay cầm. Nó cũng vừa tay và khá chắc chắn, không nặng nề hay là vướng víu gì cả, rất thoải mái khi ủi. Phía sau đế là phần dây điện được bọc rất chắc chắn. Nó có thể xoay 360 độ, hạn chế không bị xoắn dây khi ủi và dây điện này cũng khá là dài nên mình cũng thoải mái kết nối với nhiều nguồn điện. Đối với bàn ủi thông thường, điều mà Trang thấy các bạn hay quan ngại nhất đó chính là đế bàn ủi, bởi vì nếu như mà chúng ta ủi không khéo thì sẽ dễ bị dính cháy. Với chiếc bàn ủi này thì các bạn hoàn toàn yên tâm hơn vì mặt đế này là mặt đế chống dính, bảo vệ mặt vải tối ưu khi là ủi, giúp ủi nhẹ nhàng, nhanh chóng, không tốn sức, dễ vệ sinh. Các bạn cũng có thể quan sát thấy phía bên dưới bàn ủi là có những lỗ nhỏ trải đều. Các lỗ này dùng để phun hơi nước, giúp cho hơi nước thấm sâu vào bên trong sợi vải, nhờ đó mà vải sẽ mềm hơn, kể cả những loại vải khó như là cốt tông hay là vải bông, vân vân. Ngoài ra, với thiết kế đầu mũi nhọn, những khu vực rãnh cúc hay các vị trí khó ủi, bạn cũng tiếp cận được dễ dàng nè. Cách sử dụng của em nó thì cũng rất đơn giản mà Trang nghĩ là đa phần các bạn thì đều đã biết cách sử dụng rồi. Nhưng mà sử dụng sao cho đúng cách và phát huy được hết khả năng của em nó thì hãy dõi theo tiếp video của Trang nhé. Trước khi sử dụng, mình cần quan sát xem nước trong bình còn hay không và bắt đầu cho nước vào bình. Thao tác cho nước vào thì các bạn cứ dựng đứng bàn ủi lên và cho vào là ok. Nhiều bạn thì sẽ có thói quen cho nước theo phương nằm ngang, nhưng mà cũng không sao nhé. Chỉ cần cái nào tiện cho mình thì mình xài thôi. À, và nhớ là không được cho nước vượt quá thang max ở đây đâu nha, không là nước tràn bờ đê trong quá trình ủi đấy. Ok, vậy là xong rồi. Bây giờ thì mình chỉ cần kết nối với nguồn điện và đợi đèn sáng lên là có thể sử dụng được. Và tùy thuộc vào loại vải mà bạn muốn ủi là gì để mình điều chỉnh núm xoay sao cho phù hợp. Phía bên trong núm xoay có dây cót nên bạn cũng dễ cảm nhận được tiếng dây cót kêu qua thao tác xoay núm vặn của Trang ha. Bàn ủi có 5 mức, phù hợp với 5 loại vải thông dụng, đó là ni lông, vải lụa, vải cốt tông, vải len, vải lanh. Nên rất dễ, để nếu như bạn không biết lựa chọn mức nhiệt nào cho phù hợp thì mình cứ so theo sợi vải là ok rồi. Và với việc tích hợp tính năng cảm biến nhiệt, bàn ủi sẽ tự động ngắt nguồn điện đến mức nhiệt cố định để phù hợp với từng loại quần áo và cũng đảm bảo cho mình khi sử dụng. À, chưa hết đâu, dù là bàn ủi hơi nước nhưng mà mình vẫn có thể sử dụng được em nó như một chiếc bàn ủi khô thông thường được luôn nhá. Bằng cách là mình cứ kéo thanh gạt này về vị trí off, còn 3 vị trí còn lại là dùng ở chế độ hơi nước như bình thường. Theo những kinh nghiệm của Trang thì nếu như mà chúng ta sử dụng chế độ hơi nước thì cứ chuyển cái cần gạt này sang mức thứ hai rồi sử dụng thôi. Đấy, vậy là xong rồi. Giờ thì tùy thuộc vào loại vải mà bạn muốn ủi là gì rồi mình tiến hành ủi thôi. Bây giờ thì Trang sẽ thử ủi chiếc áo sơ mi bằng vải cốt tông này nhé. Quan sát tay Trang, các bạn có thể thấy từ cổ áo, tay áo, phần cánh tay, phần vai và rãnh cúc áo, Trang ủi rất dễ dàng. Ngoài ra, em bàn ủi này còn có chức năng phun hơi thẳng đứng, có thể ủi thẳng quần áo ngay cả khi còn đang treo trên móc.
Trang thử test thì các bạn có thể thấy ủi thì vải cũng phẳng đấy, nhưng là áo có nhăn nhầu hơn thì Trang xin chịu thua. Vì mỏi tay nên Trang vẫn ưu tiên ủi nằm hơn vì lướt nhanh, rất nhẹ và êm. Bên cạnh là một chiếc bàn ủi đa chức năng, nhiều chế độ ủi như ủi khô, phun hơi, phun tia, phun hơi tăng cường, thì em nó còn trang bị chức năng chống nhỏ giọt, hạn chế nỗi lo nước bị rò rỉ ra ngoài, làm quần áo bị đốm vàng. Hoạt động với công suất cao lên đến 1.800W, vậy thì em nó liệu có tốn điện hay không? Trang đã thử trải nghiệm ủi hết nguyên xà đồ phía sau và hết bình chứa nước với dung tích là 300ml. Và sau đây sẽ là ghi nhận của Trang về điện năng tiêu thụ. Bàn ủi sau một thời gian sử dụng thì sẽ có cặn bám vào các lỗ thông hơi, như vậy thì sẽ làm nghẽn hệ thống thoát nước và quần áo sẽ bị ố vàng. Chính vì lẽ đó cho nên chúng ta nhớ rằng mình sẽ vệ sinh định kỳ mỗi tuần một lần để giúp cho hơi nước phun ra được sạch sẽ, tinh khiết. Và như vậy nó cũng sẽ giúp cho bảo vệ quần áo của chúng ta không bị ố vàng. Về phần bình chứa thì bàn ủi có chức năng tự làm sạch, chống đóng cặn, giúp bàn ủi hoạt động trơn tru, bền bỉ. Còn phần mặt đế và vỏ ngoài, sau khi sử dụng xong, đợi bàn ủi nguội, dùng khăn mềm ẩm và lau khô. Và lưu ý là không sử dụng bất kỳ dung dịch hóa chất nào vì chúng có thể làm hỏng bề mặt đế ủi nhé. Ok, và đó là những cảm nhận của Trang về em bàn ủi đến từ thương hiệu Electrolux này. Cảm biến nhiệt giúp ngắt điện khi bàn là đạt tới nhiệt độ yêu cầu. Núm điều chỉnh nhiệt độ để phù hợp với từng loại vải. Không còn tình trạng quần áo bị cháy khi nhiệt độ bàn là quá cao. Cùng với những tính năng đa dạng của một chiếc bàn ủi hơi nước và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của gia đình. Mà theo như Trang nghĩ thì gia đình từ 3 cho đến 4 người hoặc thậm chí là 5 người thì cũng sử dụng được nha. Với mức giá thì khá là phù hợp với túi tiền đấy. Thông tin sản phẩm thì Trang sẽ để ở phần mô tả bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn một like và một subscribe trước khi rời đi để ủng hộ cho kênh của Điện Máy Xanh nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.